Anh Cường bình luận mà toàn khịa CR7 thế á. Rồi, đây rồi, Martinez. Không vào. Trừ 1 assist dành. Không vào. Vẫn còn Messi. Một cầu thủ của FC Dallas đã cứu thua trên vạch. Trận đấu trước thì có thể sẽ không, nhưng mà pha bóng này thì theo luật việt vị hiện hành thì là việt vị rồi. Và đây là pha lập công. Mọi đường bóng, mọi đường tấn công của Inter Miami gần như của bãi trưởng. Và người kết thúc là Thomas Quignon trong những phút vừa qua. Và bây giờ kết về với Inter Miami thì Dixon Arroyo là người chơi ở Messi. Lấy bóng trong chân của M10 là thực sự khó khăn. Lại là một pha chuyền bóng của Messi. Trận đấu trước của FC Dallas ngày hôm nay vẫn chưa thể được nhiều. Trong khi đó Messi